Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình ẩm thực đường phố. Và mình là MC Ngọc Hân, người sẽ đồng hành cùng bạn trong chương trình này. Các bạn ơi, chắc hẳn với thời tiết oi bức và nóng như thế này, các bạn nghĩ ngay tới một que kem phải không? Vậy thì hôm nay Ngọc Hân sẽ giới thiệu cho các bạn một quán kem vô cùng ngon, đó chính là quán kem Misue. Cùng mình đi thôi nào, let's go! Quán kem Misue nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, khu đô thị An Huy. Quán có không gian rất thoáng mát, thiết kế theo lối hiện đại, menu đa dạng và phong phú. Ngoài kem và đồ uống ra, quán phục vụ thêm cả một số đồ ăn vặt. Nhưng ấn tượng nhất với mình vẫn là món kem dài truyền thống với vỏ ốc siêu giòn, kem dài béo ngậy, mát lạnh và đã các bạn ạ. Chúng ta vừa được khám phá quán kem Misue rồi phải không? Kem ở đây thật tuyệt vời. Bạn và gia đình hãy đến đây thử thưởng thức nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.